Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Đại dịch cúm tàu ngày 15 tây tháng 4 năm 2020 tại Đức. Nước Đức chỉ nới lỏng một ít các quy định hiện nay. Về cơ bản, các biện pháp hạn chế được kéo dài đến ngày 3 tháng 5. Trường học ở Đức sẽ mở cửa lại từng bước một vào ngày mùng 4 tháng 5. Bắt đầu với các lớp có kỳ thi tốt nghiệp trong năm nay, rồi các lớp có kỳ thi trong năm tới. Nhà trẻ và tiểu học vẫn tiếp tục bị đóng. Cửa hàng dưới 2 mét vuông được phép mở cửa. Nhà hàng trung tâm mua sắm sẽ không được phép mở cửa Cho tới cuối tháng 8 Khuyến khích đeo khẩu trang Khi đi mua sắm Hoặc khi sử dụng các phương tiện Giao thông công cộng Lễ hội hoài nhạc Lễ hội bắn súng Và các sự kiện khác không được phép tổ chức Cho đến cuối tháng 8 Các sự kiện thể thao Cũng sẽ không được tổ chức Trong thời gian này Trung Cộng Hù và nguồn gốc của dịch cúm tàu Fox News chính thức đưa thông tin về việc có nhiều nguồn tin cho biết Wuhan virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và bị nhà cầm quyền Trung Cộng bưng bít thông tin đầu tiên nhất phải nói về việc báo chí đưa thông tin chúng ta thường có thói quen không tin các thông tin của báo chí chính thống tuy nhiên Đối với các hãng tin và các tờ báo lớn của các nước phát triển, thông tin của họ thường được điều tra kỹ và được các cơ quan chính phủ làm kênh thông tin cho hoạt động chính thức của họ. Tất nhiên, vẫn có thông tin sai lệch, nhưng đa phần thông tin của họ là chính xác. Có hai vấn đề được đưa ra, đó là thông tin do nhà cầm quyền Trung Cộng cho rằng Wuhan virus lây cho người từ rơi ở chợ buôn bán động vật hoang dã tuy nhiên giai đoạn đó chợ này không có bán rơi và vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn là khi vụ dịch bắt đầu xảy ra trung quốc đã nhanh chóng ngăn hoạt động di chuyển nội địa từ vũ hán tới các khu vực khác của trung quốc nhưng lại không ngừng các chuyến bay quốc tế bay từ vũ hán theo bản dịch của báo tuổi trẻ virus corona Trump nói bệnh dịch đã vượt đỉnh điểm và Mỹ sắp mở cửa lại. Tổng thống Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ đã vượt qua đỉnh điểm của các trường hợp nhiễm COVID-19 mới và dự đoán một số tiểu bang sẽ sinh hoạt bình thường lại trong tháng này. Trong cuộc họp báo về virus hàng ngày của Nhà Trắng, ông Trump cho biết các hướng dẫn mở cửa mới sẽ được công bố vào thứ năm, sau khi ông nói chuyện với các thống đốc chúng tôi sẽ là những đứa trẻ quay lại tất cả chúng ta tổng thống nói chúng ta muốn lấy lại đất nước của mình Hoa Kỳ có gần 637.716 trường hợp được xác nhận covid-19 và hơn 30.826 trường hợp tử vong Dữ liệu cho thấy rằng trên toàn quốc chúng ta đã vượt qua đỉnh điểm của các ca nhiễm mới ông Trump nói với các phóng viên ở vườn hồng hôm thứ Tư. Hy vọng rằng điều đó sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ lớn. Khi được hỏi tại sao Mỹ chiếm tỷ lệ đáng kể trong số người chết trên toàn cầu là 136.908, ông Trump cáo buộc các quốc gia khác nói dối về tỷ lệ tử vong của họ. Có ai thực sự tin con số của một quốc gia này không? Ông nói, đơn cử Trung Quốc Chính quyền trong trước đây đã nhắm vào ngày mùng 1 tháng 5 như ngày có thể gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, nhưng tổng thống cho biết một số tiểu bang có thể trở lại bình thường sớm hơn thế. Covid-19 giới nhân quyền lo ngại nghị định mới của Việt Nam về tin giả. Hôm qua ngày 15 tháng 4 năm 2020, một nghị định mới bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam để xử phạt những người tung tin giả trong bối cảnh trên mạng có rất nhiều tin đồn, thông tin sai lạc về dịch COVID-19 đang hoàn hành trên khắp thế giới và đã lây nhiễm 268 người ở Việt Nam tính đến hôm nay. Nghị định mới quy định mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với những tổ chức nào có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống đối với cá nhân vi phạm, mức xử phạt bằng phân nửa số tiền nói trên. Từ nhiều ngày qua, các chính quyền địa phương đã phạt tiền hàng trăm người tung lên mạng các fake news tin giả về virus corona chủng mới. Nghị định mới thay thế cho Nghị định 2003, nêu cụ thể hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật. Thật ra, Nghị định mới không phải là được ban hành nhằm đối phó với các tin giả trên mạng về dịch COVID-19. Cho nên theo hãng tin Reuters, văn bản này gây lo ngại cho các tổ chức nhân quyền, vốn đã chỉ trích mạnh mẽ luật an ninh có hiệu lực từ năm ngoái ở Việt Nam. COVID-19, Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác chống dịch Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác chống virus corona chủng mới. Ngoại trưởng Mike Pompeo và ông Dương Trì, tức là Giang Trì, ủy viên quốc vụ đặc trách đối ngoại Trung Quốc đã tỏ ra dịu giọng hơn trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sau một thời gian căng thẳng giữa hai nước liên quan đến dịch Covid-19, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên cam kết cùng chiến thắng dịch bệnh Covid-19, phục hồi y tế và sự phồn thịnh của thế giới. AFP nhận định phía Mỹ tỏ ra hòa dịu hơn khi đề cao sự trợ giúp song phương. Cụ thể là Washington giúp Bắc Kinh vào tháng riêng, cũng như Trung Quốc xuất trang thiết bị y tế sang Mỹ để chống virus corona. Tuy nhiên một lần nữa, ông Mike Pompeo nhấn mạnh đến tầm mức cần thiết của việc minh bạch và chia sẻ hoàn toàn thông tin để chống dịch COVID-19 cũng như phòng ngừa những nạn dịch khác trong tương lai. Người Thái đổ xô bán vàng thời kinh tế khó khăn do dịch bệnh. Hôm 16 tháng 4, nhiều người dân ở Thái Lan vội vàng đi bán vàng tại khu phố Người Hoa ở Bangkok. Để lấy tiền mặt vì vàng đang có giá, giữa lúc nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái, với hàng triệu người mất việc vì dịch bệnh COVID-19 theo Reuters. Vì tình hình COVID-19, tôi không thể kiếm ra thu nhập và tôi vẫn phải trả lương cho nhân viên của mình. Đó là lý do tại sao tôi cần bán vàng. Ông Tipawan, xin USA, 28 tuổi, một người bán quần áo trên mạng cho Reuters biết. Chủ doanh nghiệp Gutichai Suwanaro cho biết ông đã bán vàng được 120.000 bạc, khoảng 3.673 đô la. Hiện tại khu chợ nơi tôi làm việc đã đóng cửa. Đó là lý do vì sao tôi cần bán vàng để trang trải chi phí cho gia đình. Ông nói, giá vàng giao ngay tính theo đồng bạc Thái đã tăng hơn 24% từ đầu năm 2020 cho đến nay, so với mức tăng 13% tính theo giá đô la Mỹ. COVID-19 Mỹ trải qua ngày ưu tối. Tổng thống Trump đình chỉ đóng góp tài chính cho khu Hoa Kỳ vừa trải qua ngày tăng tốc nhất với hơn 2.220 người chết vì virus corona trong vòng 24 giờ số liệu ngày Tháng 4 ngày 14 2020 của Đại học John Hopkins nâng tổng số người chết lên tới 25.700 người và khoảng 600.000 ca nhiễm. Trong khi Mỹ vẫn đang tìm cách giảm đà lây lan của dịch, Tổng thống Trump muốn khởi động lại một phần hoạt động kinh tế vào đầu tháng 5, ngoài ra buổi họp báo thường nhật tối ngày 14 tháng 4, ông Donald Trump đã biến lời cảnh cáo thành hiện thực khi thông báo ngừng tài trợ tổ chức y tế thế giới WHO hoặc OMS vì cách quản lý tồi. Hôm nay tôi ra lệnh cho chính phủ ngừng mọi tài trợ cho tổ chức y tế thế giới trong thời gian tiến hành điều tra về vai trò của tổ chức này trong việc quản lý, tồi và che giấu tình trạng gây nhiễm virus corona, người dân Mỹ đóng góp từ 400 tới 500 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, so với Trung Quốc chỉ đóng có 40 triệu đô la mỗi năm, thậm chí còn ít hơn. Với tư cách là nước đóng góp nhiều nhất, Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi một trong những quyết định nguy hiểm nhất mà phải trả giá đất nhất của Tổ chức Y tế Thế giới là phản đối việc hạn chế các chuyến bay đến từ Trung Quốc và một số nước khác Tổ chức này đã phản đối lựa chọn mà chúng ta đưa ra vì tôi đã từng ngừng các chuyến bay đến từ Trung Quốc, nhờ đó đã cứu được mạng sống của rất nhiều người, nếu không hàng nghìn, hàng nghìn người đã bị thiệt mạng. ONU, Organization of the Nations United, đã phải khúc mắt giảm ngân sách. AFP cho biết Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng ngay lập tức về quyết định của Tổng thống Trump. Tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng đây không phải là thời điểm để giảm tài trợ cho các chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc bất kỳ định chế nhân đạo nào khác đang chống đỡ dịch COVID-19. Đối với Tổng thống, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cần phải chờ sau khi dập được dịch có thể là thời gian cùng xem xét sau dịch bệnh lại có thể lan rộng nhanh trên toàn cầu và từ đó có thể rút ra bài học nhằm ứng phó những thách thức tương tự trong tương lai. Ngày 15 tháng 4, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc theo lời ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên quyết định của tổng thống mỹ sẽ làm suy yếu khả năng tổ chức y tế thế giới làm xói, xói mòn à, hợp tác chống dịch của quốc tế mỹ cắt ngân sách who trung quốc phản ứng afp cho biết trung quốc vừa có động thái phản ứng về quyết định cắt ngân sách who của tổng thống trump bày tỏ thái độ cực kỳ lo ngại về quyết định này. Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Tổ chức Y tế Thế giới. Hu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, nói Ông Triệu cho rằng đại dịch COVID-19 đang ở giai đoạn quan trọng và quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Hiện Mỹ là người đóng góp ngân sách lớn nhất cho WHO. Quyết định các ngân sách của Tổng thống Trump đến từ quan điểm của ông cho rằng Hu đã quá thiên vị và thông đồng với Trung Quốc che giấu dịch không tạo sức ép buộc Trung Quốc công khai tình hình thực về dịch tại nước này khiến dịch bệnh lên ra toàn cầu và trở thành đại dịch. Mỹ nói riêng hiện đang ở quốc gia hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19, ghi nhận hơn 600.000 ca nhiễm và hơn 26.000 ca tử vong tính đến chiều nay. Khảo sát chi GDP quý 1 của Trung Quốc ở mức thấp nhất kể từ 1992 theo kết quả khảo sát của Reuters công bố ngày 15 tháng 4. Các nhà phân tích dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc sẽ giảm 6,5% trong quý 1 so với năm ngoái, đánh dấu sự sụt giảm lần đầu tiên tính từ năm 1992, năm chính quyền Trung Quốc bắt đầu thống kê chính thức GDP của từng quý. Reuters đã khảo sát 57 chuyên gia về mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 1. Kết quả thu được dao động từ mức 28,9% đến tăng trưởng 4% trong quý đầu tiên. Một cuộc thăm dò khác Reuters cho biết tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2020 sẽ kiến sẽ giảm mạnh xuống còn khoảng 2,5% từ mức 6,1% trong 2019. Con số thấp nhất kể từ năm 1976. Trung Quốc dự kiến công bố dữ liệu GDP quý 1 vào thứ Sáu tới ngày 4, ngày 17 tháng 4. Người Hàn Quốc đeo khẩu trang đi bầu cử. Router đưa tin người dân Hàn Quốc hôm nay đeo khẩu trang và găng tay đi bầu cử quốc hội tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp. Khoảng 1.000 14.000 điểm bỏ phiếu Hàn Quốc mở ra từ lúc 6 giờ ngày 15 tháng 4. Các điểm bỏ phiếu trước đó đều được khử trùng, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi bỏ phiếu. Bất cứ ai có mức thân nhiệt cao hơn 37,5 độ C sẽ được đưa vào phòng bỏ phiếu riêng. Ngoài ra, tất cả cử tri phải khử trùng tay, đeo găng tay khi bỏ phiếu và giữ khoảng cách với nhau ít nhất 1 mét hơn 13.000 người tự cách ly cũng đã đăng ký bầu cử và sẽ bỏ phiếu sau khi cử tri cả nước hoàn thành bầu cử vào lúc 18 giờ hôm nay. Kết quả bỏ phiếu dự kiến được công bố vào sáng ngày 16 tháng 4. Ca nhiễm Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục. Nga hôm nay ghi nhận thêm 3.388 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 24 giờ ở nước này nâng tổng số ca nhiễm lên 24.490. Nước này cũng thông báo 28 ca tử vong mới nâng số lên tới 198 theo hãng tin TASS. Covid-19 đã xuất hiện tại 84 địa phương của Nga và chỉ còn Cộng hòa Altai ở khu vực Trung Nam chưa có. Tàu khảo sát Trung Quốc tiến về gần Malaysia. Reuters đưa tin tàu địa chất hải dương 8 của Trung Quốc đang di chuyển về phía Nam gần Malaysia sau khi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đầu tuần này. Theo dữ liệu từ Marine Traffic, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc hôm nay dường như bắt đầu khảo sát ở vùng biển cách bờ biển Brunei và Malaysia 352 km. Con tàu dường như ở phía bắc vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia. Một nguồn tin hàng hải giấu tên của Malaysia cho biết, tàu Tuần Duyên Malaysia KM Pekan đang theo dõi tàu Trung Quốc. Hai nguồn tin khác cho hay tàu địa chất Hải Dương 8 đã được khoảng 7 tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống nhưng các tàu hải cảnh đã rời đi. Bộ Ngoại giao Malaysia, Brunei và Trung Quốc chưa đưa ra bình luận. Đài Loan sẽ quyên tặng 2 triệu khẩu trang cho Nhật. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm nay thông báo hòn đảo này sẽ quyên tặng 2 triệu khẩu trang cho các nhân viên y tế tuyến đầu ở Nhật Bản. Đài Loan và Nhật Bản cùng nhau chia sẻ các giá trị là đối tác thân thiết và bạn bè quan trọng ở tất cả các cấp. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, ngoài ra Đài Loan hy vọng có thể tăng cường hơn nữa hợp tác với Nhật Bản, bao gồm cả việc nghiên cứu, phát triển vaccine và trao đổi giữa các chuyên gia y tế cựu phó đại sứ Triều Tiên giành ghế Quốc hội Hàn Quốc. Hãng AFP e. đưa tin, ông Tae Yong-ho, 55 tuổi, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh, đào tẩu năm 2016, đã giành ghế Quốc hội tại quận Gangnam, Hàn Quốc sau cuộc bầu cử hôm 15 tây tháng 4. Hôm nay là một ngày lịch sử không chỉ với tôi mà còn cả Hàn Quốc. Ông Tae Yong-ho, nói sau khi chiến thắng của ông được công bố ngày 15 tây tháng 4. Đảng Tương lai Thống nhất UFP do ông Tê Yong Hồ đại diện giành được 54,8% phiếu bầu tại Gangnam. Ông Tê nói rằng chiến thắng của ông mang lại hy vọng cho giới tinh hoa và dân Triều Tiên, chứng minh bản chất thực sự của nền dân chủ tự do Hàn Quốc. Các nhà lập pháp khen ngợi Tổng thống Trump vì dùng dừng tài trợ cho Hu. Tổng thống Donald Trump đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ khi quyết định tạm dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, WHO Theo NT, NTG, NTD, vào ngày 15 tháng 4, Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng tài trợ cho Hu từ 60 đến 90 ngày, trong khi xem xét đánh giá vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc quản lý nghiêm trọng và che đậy sự lây lan của virus corona. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO với hơn 400 triệu USD trong năm 2019, chiếm gần 12% ngân sách của WHO. Việc Mỹ dùng tài trợ cho WHO đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa và các nhà hoạt động nhân quyền. Thế giới sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu Trung Quốc trung thực. Hoặc nếu Hu không lặp lại lời dối trá của chính quyền này. Các thành viên đảng Cộng Hòa của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ viết trên Twitter, Tổng thống có quyền dùng dừng tài trợ của Hu cho đến khi chúng ta kết thúc dịch bệnh và xem xét lại mối quan hệ với Bắc Kinh. Đô la của người đóng thuế Mỹ không nên đóng góp cho một tổ chức quan tâm đến việc xoa dịu đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn là bảo vệ sức khỏe toàn cầu dân biểu Guy Redchantel viết trên Twitter. IMF cảnh báo hệ lụy do COVID-19 gây ra. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm thứ Tư cảnh báo rằng những hệ lụy về kinh tế do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra có thể làm bùng phát các cuộc biểu tình theo Fox News. Một số quốc gia vẫn phải đối mặt với các cuộc biểu tình mới. Đặc biệt là nếu các chính sách làm giảm bớt khủng hoảng do Covid-19 gây ra bị đánh giá là thiếu sót hoặc không công bằng hoặc thiên về việc ủng hộ các tập đoàn lớn hơn là người dân, IMF nhận định. Trong báo cáo giám sát tài chính của mình, IMF cho biết các cuộc biểu tình nhiều khả năng xảy ra ở các quốc gia có lịch sử tham nhũng trên phạm vi rộng. Thiếu minh bạch trong chính sách công và cung cấp các dịch vụ nghèo nàn cho người dân ông Tedros bày tỏ tâm tư sau khi Mỹ ngừng trợ cấp cho WHO. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự thất vọng sau khi Tổng thống Trump đình chỉ tài trợ cho WHO với lý do tổ chức này yếu kém trong cách phản ứng với đại dịch viêm phổi, Vũ Hán và có sự thiên vị dành cho Bắc Kinh. Hãng tin CNBC trích lời ông Tedros phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Hoa Kỳ là một người bạn lâu năm và hào phóng với Hu và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục như vậy. Quyết định của Tổng thống Trump đối với Hu cũng là một lời cảnh cáo đối với các tổ chức khác thuộc Liên Hợp Quốc, một hệ thống mà ông từng lên án là câu lạc bộ ngồi chơi sơi nước. Bắc Kinh tiếp tục đàn áp tôn giáo bất chấp đại dịch. Báo cáo của Fox News hôm thứ Tư cho hay Chính quyền Trung Quốc không ngừng đàn áp Kitô giáo tại nước này. Dù đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra, vào tháng 3, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá bỏ nhiều cái thánh giá ở các nhà thờ thuộc tỉnh Giang Tô, An Huy và Sơn Đông. Vì cho rằng các biểu tượng tôn giáo không thể cao hơn quốc kỳ Trung Quốc, theo The Christian Post, chính phủ không thực hiện đủ nhiệm vụ giúp đỡ người dân giữa dịch bệnh. Thay vào đó họ phá hủy các thánh giá. Một tín đồ Kitô giáo nói với Bill Winter. Pháp máy bay rơi ít nhất hai người tử vong. Một máy bay trực thanh của quân đội Pháp đã bị rơi vào hôm thứ Tư tại khu vực phía tây nam nước này, làm hai người thiệt mạng và năm người bị thương. Rudder cho biết thông tin từ chính quyền Torbay, nơi xảy ra vụ tai nạn. Các quan chức cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc trung đoàn trực thăng chiến đấu số 5 của quân đội Pháp. Các nhà chức trách vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Mỹ, Trung Quốc có thể đã âm thầm vi phạm hiệp ước hạt nhân. Chính quyền Trung Quốc có thể đã bí mật thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở mức độ thấp, mặc dù họ cam kết cam kết tuân thủ hiệp ước quốc tế về việc không tạo ra các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất bộ ngoại giao hoa kỳ kết luận trong một báo cáo hôm thứ tư ruder trích dẫn báo cáo cho biết trung quốc có thể làm điều đó để chuẩn bị cho việc vận hành khu thử nghiệm hạt nhân lobner hàng năm thử sử dụng kho chứa thuốc nổ triển khai thăm dò phạm vi rộng tại lobner và che giấu các hoạt động thử nghiệm hạt nhân của mình làm tăng mối lo ngại về việc tuân thủ tiêu chuẩn zero zero nghĩ là thử hạt nhân không có phản ứng nổ dây chuyền bắc kinh cho thấy họ thiếu minh bạch trong các hoạt động thử nghiệm hạt nhân một minh chứng là họ không cho truyền dữ liệu từ các cảm biến tới một trung tâm giám sát do cơ quan quốc tế vận hành để kiểm soát việc tuân thủ hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện cho biết Thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay tuyên bố tự giảm 20% lương trong 6 tháng để thể hiện sự đồng cảm với những người gặp khó khăn do COVID-19. và Ardern cho biết lương của cá nhân bà cùng các bộ trưởng trong nội các và các công chức hàng đầu sẽ bị cắt giảm 20% trong 6 tháng. Với động thái này, thu nhập của Thủ tướng Ardern sẽ giảm từ 470.000 đô New Zealand mỗi năm xuống còn 376.000 đô là New Zealand. Bắc Kinh, cách chức phó giám đốc văn phòng liên lạc Hồng Kông, Reuters đưa tin Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm nay thông báo ông Yang Jian, phó giám đốc văn phòng liên lạc Hồng Kông đã bị cách chức văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông chịu trách nhiệm, báo cáo tình hình của đặc khu cho các quan chức hàng đầu Trung Quốc. G7 họp trực tuyến bàn biện pháp chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 vào thứ Năm để bàn biện pháp phối hợp trong các cuộc chiến chống lại virus Vũ Hán Nhà Trắng, cho biết thông tin hôm thứ Ba theo Reuters. Phối hợp cùng nhau, G7 đang thực hiện một cách tiếp cận chung để giải quyết khủng hoảng về nhiều lĩnh vực bao gồm y tế tài chính hỗ trợ nhân đạo và khoa học công nghệ người phát ngôn của nhà trắng ông jetia cho biết pháp triệu tập phái viên trung quốc vào thứ ba bộ ngoại trưởng ngoại giao pháp đã triệu tập phái viên của bắc kinh để phản đối việc đại sứ quán trung quốc liên tiếp cho công bố hai bài viết trên website của họ có ý chế giễu cách thức các nhà nước phương Tây phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán theo Reuters, một số ý kiến lên tiếng công khai của đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp không phù hợp với chất lượng của mối quan hệ song phương giữa các nước chúng ta. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ông John Yves Lejeune tuyên bố. Mỹ nói Hàn nên chia sẻ nhiều hơn chi phí quân sự chung. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper hôm thứ ba nói rằng ông có niềm tin rằng Hàn Quốc có thể và nên trả nhiều tiền hơn cho lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại đảo Triều Tiên để giữ an ninh. Theo Yonhap, hiện Washington và Seoul đang trong thời gian đàm phán khoản tài chính chia sẻ chi phí cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hoa Kỳ đề nghị phía Hàn Quốc đóng góp 5 tỷ USD hoặc nhiều hơn. 5 lần với mức 870 triệu USD mà Hàn Quốc đã đồng ý chia sẻ trong một thỏa thuận trước đây. Trên thực tế, khoản tiền mà Mỹ yêu cầu của Hàn Quốc chia sẻ chủ yếu để trả lương cho hàng ngàn người Hàn Quốc đang làm việc cho lực lượng Mỹ đồng trú ở các nước này trong thời gian chờ đợi một thỏa thuận mới lực lượng quân đội Hoa Kỳ tại bán đảo Triều Tiên đã có khoảng 4.000 nhân viên người Hàn nghỉ việc không lương từ đầu tháng này. Anh, Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 vòng mỗi ngày để quyên tiền chống dịch. Một cựu chiến binh 99 tuổi ông thăm mua, anh đã đặt quyết tâm đi bộ 10 vòng mỗi ngày để quyên tiền giúp cơ quan dịch vụ y tế và chống dịch viêm phổi Vũ Hán theo tin hôm thứ ba của Fox News. Ông mua đặt mục tiêu tới cuối tháng này sẽ đi bộ hết chiều dài sân nhà khoảng 100 lần mỗi lần 10 vòng. Ông mua phải chờ tới một xe đẩy có thể đi lại vì thế quyết tâm của ông đã gây chú ý và xúc động mạnh đối với người dân Anh. Vì cựu chiến sĩ sắp bước sang tuổi 100 đã vượt qua mục tiêu quyên góp số tiền 500.000 bản Anh tương đương với 631.140 USD. Tính tới thứ ba số tiền ông quyên góp hơn 3 triệu bản Anh. Brazil bắt chùm ma túy bị truy nã suốt 20 năm trong những kẻ đầu sỏ buôn bán cocaine ở Brazil đã bị bắt tại Mozambique theo hãng Reuters. Chùm ma túy Brazil bị bắt là Gilberto Aparecido dos Santos, còn được biết tới tên gọi là Fuminho, đã truy nã suốt 20 năm qua cảnh sát cho biết đây là một tên tội phạm nguy hiểm. Bạn hàng của băng đảng PCC khác tiếng với các hoạt động buôn bán ma túy trên phạm vi toàn cầu. Vũ Tuấn và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt. Quý thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau.